Sao kim bắn tim xa hoa, tình bạn Trang Yên Đào tan đàn xẻ nghé. Trang Yên Đào là ba người bạn từ thuở thiếu thời vô cùng thân thiết. Ngày trước ở quê, nói chung cũng có đôi ba lần xích mích vì cái tội ăn kẹo đưa cho đứa giấu. Nhưng đó là câu chuyện của trước kia. Sau khi quyết định lên phố lập nghiệp để tránh giản nứt tình cảm, cả ba đã cắn móng tay đứng trước bờ sông quê, thề độc rằng dù sau này có chuyện gì xảy ra, bất kỳ chuyện to hay chuyện nhỏ thì cả ba đều chia sẻ với nhau, quyết bảo vệ nhau không rời nửa bước. Ấy vậy mà nhoáng cái, đứa nào đứa nấy đã có gia đình riêng của mình rồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lời thề năm xưa cũng đã đi vào dĩ vắng. Chuyện cũng chả có gì, chỉ là theo giác quan thứ 6 của cái đào thì chắc chắn anh Nghiêm chồng cái Trang đang có mối quan hệ bất chính với người yêu cũ. Nhưng đó cũng mới chỉ là sự nghi ngờ thôi, còn sự thật có như vậy hay không thì còn chưa biết. Và Đào cũng có một vài lần tính nói chuyện với Yên rồi, nhưng nhìn thấy Yên cứ sồn sồn lên, sợ mọi chuyện chưa đâu vào đâu lại bị Yên làm bùng bét ra lên thôi. Cho tới hôm nay khi thấy cái Trang nó tìm tới khóc lóc ỉ ôi, rồi nói là ông Nghiêm, ông ý ngoại tình là thật rồi chứ không phải là nghi ngờ nữa, khiến Đào tức sộc máu, cứ như là ông quý, ông ý ngoại tình vậy. Đào hùng hùng hổ hổ, mày không cần phải khóc, mọi chuyện cứ để tao lo. Thế là Đào dẫn Trang tới tìm cô người yêu cũ của Nghiêm, ba mặt một lời đổ chất. Ồ ôi, nhìn Đào hùng hổ vậy, nhưng chỉ có anh quý mới sợ thôi. Còn thứ như Vân mất trí kia, có sợ chứ đâu, mặt cứ rơ ra, không có chuyện gì. Khiến Đào tức lộn cả ruột, để rồi mọi chuyện bung bét ra thì cũng đã tới tai Yên. Yên tức giận đùng đùng, tìm tới Trang và Đào. Đã thế thì không bạn bè gì hết, bạn bè gì đâu, có chuyện lớn tày trời như thế kia mà cũng giấu không thèm nói. Nghĩ thật, đến tôi cũng bực, huống hổ là cả Yên.